Suzuki XL7 phiên bản đặc biệt Sport Limited là chiếc xe được nhập nguyên con, có đầy đủ những cái option này từ Indonesia về Việt Nam, hay là nó chỉ là một cái phiên bản thường nhập về Việt Nam, tại nhà máy Suzuki Việt Nam sẽ lắp lên những cái phụ kiện để nâng cấp nó lên phiên bản Sport Limited Edition. Và đối với những anh chị mua xe trước đây ở những cái xe 2020, 2021 thì bây giờ mình muốn nâng cấp lên thành cái xe Sport Limited thì có được không? Đó. Thì trong video ngày hôm nay em Minh sẽ giải đáp hết tất cả các thắc mắc của anh chị mình về nguồn gốc xuất xứ và về những cái option trên cái phiên bản Sport Limited này. Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Minh Suzuki Đồng Hiệp Long An. Phiên bản XL7 Sport Limited Edition này thì nó vẫn là một cái chiếc xe bình thường được sản xuất từ Indonesia như những cái xe ở phiên bản tiêu chuẩn anh chị. Tại vì tại nhà máy ở Indonesia thì họ chỉ có một dây chuyền để sản xuất ra một phiên bản XL7 giao về Việt Nam thôi, chứ họ không có làm ra hai dây chuyền để sản xuất cái phiên bản tiêu chuẩn riêng và cái phiên bản đặc biệt riêng. Nên những cái option gắn thêm trên phiên bản đặc biệt này như anh chị đã biết, nó bao gồm đá cốp cam 360 độ, gương kết hợp camera hành trình và sạc không dây. Đó là những phụ kiện mà được nhà máy Suzuki Việt Nam Visuko đặt ở bên đối tác thứ ba dành riêng cho cái mẫu xe Suzuki này để về lắp lên trên cái xe phiên bản tiêu chuẩn và biến cái phiên bản tiêu chuẩn này thành cái phiên bản đặc biệt là Sport Limited Edition. Đó, và em xin nhấn mạnh lại cho anh chị một lần nữa là phiên bản Sport Limited Edition, phiên bản đặc biệt của Suzuki XL7 là được lắp ráp thêm những cái phụ kiện này tại nhà máy Việt Nam Suzuki, chứ không phải là nhập khẩu từ Indonesia về nó nguyên hiện như vậy. Đó, thì đó là một cái vấn đề mà rất là nhiều anh chị mình hiểu lầm trước đây về cái phiên bản XL7 đặc biệt này. Đó. Và ở trên phiên bản đặc biệt này thì những cái phụ kiện này anh chị sẽ được Việt Nam Suzuki họ đặt riêng ở bên thứ ba và chỉ dành cho cái dòng xe Suzuki này thôi. Đó, thì em sẽ cho anh chị mình coi một số cái đặc trưng riêng của nó. Do cái xe đi mưa mà xưởng bên em bữa nay chưa hoạt động lại nên chưa có rửa, nó hơi dơ, anh chị thông cảm giúp em ha. Nên anh chị thì ở trên cái ti cấp điện á thì nó sẽ ghi rất là rõ cái mã là Osiga và XL7 camera lia cho nó giùm anh cái. Đây. Đây. Thì đây là một cái phụ kiện để mà dành riêng cho Osiga và XL7 của dòng xe Suzuki thôi, sẽ không được dùng cho những cái dòng xe của những cái hãng xe khác hoặc là những cái dòng xe khác của Suzuki. Đó là cái thứ nhất. Đó. Cái thứ hai thì cái gương này nè anh chị, cái camera 360 này nè anh chị, thì nó sẽ gắn liền vào cái ốp gương luôn. Đó anh chị mình xem giúp em nè, camera lìa xuống đây giúp em. Đây. Nó sẽ liền vào cái gương luôn nha anh chị, chứ không hề khoan đục gì hết. Đó, nó là một phần nhựa liền luôn. Chứ không hề khoan đục như những cái dòng camera mà anh chị mình độ ngoài thị trường. Đó, đây là những cái chi tiết mà để thể hiện là cái bộ phụ kiện này nó chỉ dành riêng cho xe Suzuki, và anh chị mình có mua ở ngoài thì cũng không có mua được. Rồi camera qua bên kia giùm anh. Qua cửa bên kia giùm anh ha. Rồi thêm một chi tiết nữa anh chị. Thì đây, sạc không dây. Cũng được thiết kế riêng dành cho Ertiga và XL7, nó rất là vừa cái khuôn này anh chị, vừa cái khuôn điện thoại cũ nè. Ở phiên bản tiêu chuẩn thì nó vẫn có cái khuôn để điện thoại này nhưng mà nó không có chức năng sạc không dây. Ở phiên bản đặc biệt nó sẽ được update vô đây. Và nó rất là vừa dặn nha anh chị. Và nhựa đó nó rất là khớp và cái chi tiết nó rất là liền lạc. Đó. Rồi, tiếp theo là cái gương này. Thì cái gương tích hợp camera hành trình này anh chị cũng dành riêng cho Suzuki, nên khi mình khởi động xe lên anh chị thì nó sẽ hiện cái logo Suzuki lên. Đó, anh chị thấy không? Nó hiện cái logo Suzuki lên. Đó. Thì đó là những cái điều để mà mình biết được. Đây là một cái phiên bản Sport Limited Edition được update từ nhà máy Việt Nam Suzuki Visuko. Và không riêng vì gì cái dòng xe XL7 của Suzuki mà đến cái dòng xe đối thủ của XL7 này là Xpander đó anh chị. Thì nếu mà anh chị mình có tham khảo, có nghiên cứu theo dõi cái dòng đời của Xpander thì anh chị mình cũng biết được là Xpander nó cũng có một cái phiên bản kỷ niệm đặc biệt Limited. Đó, thì nó cũng giống như XL7 là những cái phụ kiện lắp thêm trên phiên bản Limited Xpander đó. Ví dụ như là màn hình nè, cam 360 độ nè, cảm biến lùi, như là cái bộ tem đặc biệt ở Xpander. Thì những cái phụ kiện nó cũng được lắp ráp tại nhà máy Mitsubishi Việt Nam MMV luôn, chứ không phải là nhập nguyên con từ Indo. Nó thì nó hoàn toàn giống nhau ở đa phần các hãng xe đều làm như thế anh chị.
Và những cái phụ kiện này là những cái mà hãng họ đưa ra và họ bảo hành theo xe đó. Ví dụ như là những cái món này là bảo hành theo xe hết, nên là anh chị mình cứ yên tâm về cái vấn đề bảo hành. Anh chị mình cứ yên tâm về cái vấn đề bảo hành theo xe hết. Rồi, thêm một câu hỏi nữa là những cái bộ phụ kiện này để mà biến nó thành cái phiên bản Sport Limited này nè, ở những cái xe bình thường mà hồi trước đây anh chị mình mua thì có độ được không? Đó, thì quay lại một chút xíu nữa về lịch sử những cái dòng sản phẩm phụ kiện của Suzuki. Thì vào thời điểm khoảng tháng 9 tháng 10 năm 2021, nếu em nhớ không lầm, thì anh chị ai mà có đang đi những cái dòng xe Suzuki sẽ biết là tại thời điểm đó Việt Nam Suzuki là Visugo đó anh chị, có bán ra một cái bộ phụ kiện bao gồm 3 món là cấp điện, cam 360 độ và sạc không dây. Chỉ có 3 món thôi nha anh chị. Nó thiếu một cái món là cái gương tích hợp cam hành trình đó. Nó chỉ có 3 món đó thôi. Và sẽ được gắn ở trên XL7 và Ertiga Sport với giá bán ra tại thời điểm ra mắt là 36.500.000. Và tại thời điểm đó được khuyến mãi 10 triệu còn 26.500.000 anh chị. Nhưng mà tại thời điểm bây giờ thì nó không còn khuyến mãi nữa. Bây giờ nó đang là giá 36.500.000. Đó, thì anh chị mình đang ở trên cái phiên bản bình thường thì anh chị mình sẽ mua đến hãng, đến đại lý đặt mua cái bộ phụ kiện đó, và anh chị mình update lên thì cái bộ phụ kiện đó là nó y chang như cái bộ phụ kiện này nha anh chị, nó là một đó anh chị. Thì nhà máy thay vì họ bán bộ phụ kiện nó lẻ ra cho những cái khách hàng mà hồi trước đây đã có xe rồi gắn vào, thì bây giờ họ gắn thẳng vào những cái xe bản tiêu chuẩn để nâng cấp nó lên thành cái phiên bản Sport Limited. Nó chỉ thiếu mỗi cái option là cái gương tích hợp camera hành trình đó thôi. Và cái gương đó thì hiện tại thì nhà máy họ chưa có sẵn nên là họ chưa bán ra, nhưng mà khả năng sau này họ sẽ bán ra. Và nếu mà tại thời điểm hiện tại anh chị mình update lên thì nó sẽ có sẵn cái bộ cấp điện cam 360 với sạc không dây rồi, thì cái gương đó anh chị mình có thể gắn một cái loại hàng khác, ví dụ như là Vietmap G39 hoặc là G40 thì nó lại có chức năng lại nhiều hơn cái này nữa, nhưng mà nó sẽ không có đẹp bằng cái này, tại vì cái này nó sẽ thiết kế riêng cho cái xe XL7 Limited, nên là anh chị mình thấy nó rất là vừa vặn cũng như là dây nhợ đi rất là gọn. Còn những cái dòng cam anh chị mua ngoài á, thì dây nhợ đi hơi lằng nhằng một chút xíu. Đó. Rồi thì video này em đã chia sẻ đến anh chị mình về nguồn gốc xuất xứ cũng như là về những cái món phụ kiện này của phiên bản Sport Limited có thể gắn lên trên dòng xe bình thường mà anh chị đã mua trước đây hay không. Rồi, thì anh chị mình có câu hỏi gì, có cần tư vấn gì, hay là mua xe hay là gắn phụ kiện hay như thế nào đó, thì anh chị mình hãy liên hệ ngay cho em Minh với số hotline trên góc màn hình để mình có thể hỗ trợ anh chị mình thêm. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả các anh chị ở trong video tiếp theo ạ.